Chủ tịch Phan Văn Mãi, Thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ gặp khó khăn như vừa qua. Chủ tịch Phan Văn Mãi chia sẻ Thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ gặp khó khăn và gánh chịu sự tác động nặng nề của dịch bệnh như vừa qua. Vì vậy, phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch là nhiệm vụ cấp bách. Sáng 16 tháng 10, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo khoa học chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2022-2025. Phát biểu khai mạc, ông Phan Văn Mãi cho biết, phục hồi và phát triển kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh sau đại dịch là nhiệm vụ cấp bách và hết sức quan trọng. Theo ông Mãi, Thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ gặp khó khăn và gánh chịu sự tác động nặng nề của dịch bệnh như vừa qua. Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, tình hình dịch bệnh có thể nói đã cơ bản được kiểm soát nhưng cũng đang diễn biến khá phức tạp. Do đó, thành phố vẫn phải nỗ lực nhiều hơn để vừa phòng chống dịch, vừa tính toán phục hồi kinh tế xã hội. Ông Mãi chia sẻ, vừa phải kiểm soát dịch, vừa phải thực hiện phục hồi và phát triển kinh tế là hai vấn đề quan trọng nhưng cũng rất khó. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội thảo để các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học góp ý giúp thành phố có được những biện pháp bước đi phù hợp. Để làm được điều đó, Chủ tịch thành phố gợi ý hội thảo cần tập trung vào các vấn đề sau. Trước hết là cần đánh giá và nhận diện xu hướng dịch tác động như thế nào đối với thế giới, với Việt Nam và với riêng Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai là phải tính toán làm sao giữ vững được vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, giữ vị trí của Thành phố Hồ Chí Minh trong mối tương quan với khu vực và thế giới. Thứ ba là thực hiện mục tiêu nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đề ra để giữ vững vị thế của thành phố. Ông Mãi cũng nêu vấn đề, trong bối cảnh tác động của đại dịch, thành phố phải làm sao để thực hiện mục tiêu kép, phấn đấu đạt cao nhất. Trong đó, cần có điều chỉnh cần thiết, tận dụng thời cơ mới, động lực mới để phục hồi kinh tế. Theo tiến sĩ Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, tổng hợp từ các tham luận cho thấy quy mô nền kinh tế thành phố chưa vận hành đến 50% trong tháng 9 năm 2021. Mặc dù đã có những tín hiệu tích cực xuất hiện khi mức độ suy giảm đã chậm lại ở tất cả các ngành so với tháng 8 năm 2021. Đồng thời, các tham luận cũng nhận định tổn thất doanh nghiệp đang gặp phải là họ rơi vào tình trạng thiếu hụt dòng tiền, suy giảm khả năng trả lãi vay và nợ vay đúng hạn, tiềm tàng nguy cơ mất thanh khoản, nguy cơ nền kinh tế đối mặt với nguy cơ nợ xấu gia tăng. Từ đó, trên cơ sở các dự báo xu hướng thương mại toàn cầu, định hướng phát triển kinh tế Việt Nam trong thời gian tới để xác định những trụ cột cần có giải pháp thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi tăng trưởng, tập trung vào hai mục tiêu. Trước mắt là phục hồi sản xuất kinh doanh, khôi phục những gãy đổ chuỗi sản xuất cung ứng giúp những doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động tái gia nhập thị trường. Thứ hai, thúc đẩy quá trình phục hồi tăng trưởng gắn với chương trình số hóa và tái cơ cấu nền kinh tế. Trên cơ sở đó đề ra những biện pháp trước mắt và những biện pháp căn cơ để giúp các doanh nghiệp tự phục hồi phát triển theo quan hệ thị trường và giúp người dân tự tạo ra sinh kế cho mình. Bên cạnh đó, một số chuyên gia cũng cho rằng cần tập trung vào nhóm giải pháp tức thời, ngắn hạn, giải pháp trung hạn cho giai đoạn 2022-2025, giải pháp cho giai đoạn sau 2025, trên cơ sở đánh giá tổng quan hiện trạng đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân đề xuất, trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19 vừa qua, danh tiếng và thương hiệu Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bị tổn hại. Do vậy, một trong những giải pháp không thể không đề cập đến đó là xây dựng thương hiệu thành phố trên cơ sở kết hợp các khía cạnh độc đáo của văn hóa và năng lực đổi mới, sáng tạo, văn minh hiện đại, nghĩa tình để thu hút nhân tài và các nguồn lực đầu tư tạo ra giá trị phù hợp với công chúng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.